chơi. Ủa kỳ vậy. Mình ơi, Mình ơi, Mình anh đang giặt đồ, có gì chút nữa anh ra. Mình ơi, đang giặt đồ. Ra em nói nghe nè, ra em hỏi cái nè. Còn mấy bộ nữa cho anh giặt xong đi. Ra em hỏi có chuyện quan trọng. Thiệt luôn á. Ôi xúc kỳ đó. Gì vậy? Kiếm cái gì? Cái phin cà phê đúng không? Phin cà phê cái gì? Tiền nè. Hồi nãy hai chồng mình mở ra đếm quá tiền. Biết giờ ở đâu nè, giờ còn có bao nhiêu không biết tại sao nè. À tiền nè em giữ mà anh đâu có biết. Thôi anh vô giặt đồ tiếp nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Vô giặt đồ. Giữ nào. Tiền nãy là em với anh cùng chia nhau ra mà. Lúc anh cầm thối, lúc em cầm thối, giờ tiền còn như đây là sao? Không, anh lúc mà anh cầm thối là có em ở đó nên anh không biết. Anh thiệt, anh không biết không? Thiệt. Mình ơi, mình có lấy tiền của em không? Anh không lấy, thiệt luôn á. Không có lấy luôn á, không lấy đồng bạc nào luôn á. Mình có lấy tiền của em không? Không có lấy mà. Tâm ban triều điển. Nhanh! Thôi mình ơi, thôi mình ơi. Thôi đi mà. Nhanh! Thôi, nữa. Dọn ra chưa? Dạ rồi. Cái này rất là nhẹ nhàng. Đầu tiên là mình dở nó lên nè. Ép cam em, lấy cam em uống. Không, bây giờ mình đóng cửa quán rồi ép cái gì nữa. Đó, xong bây giờ mới đọc nè. Đó, mình đưa tay vô nè. Đưa tay vô cho em nè. Đưa tay vô nè. Em hỏi nhẹ nhàng thôi nha. Mình có lấy tiền của em không? Anh không có lấy mà. Sao? Mình không có lấy tiền của em. Không có lấy mà. Ông bá. Anh em xin lỗi anh, em xin lỗi anh. Dạ, hai vợ chồng em đang có chuyện cần giải quyết riêng. Có gì anh muốn tìm chồng em thì nói chuyện sau hoặc gọi điện thoại nha. Cảm ơn anh. Thôi, hai chồng giải quyết công việc đi. Tôi về ha. Khoan. Anh đang cầm cái gì trên tay vậy? Của ông Phong gửi đó. Nó biết ông bà gặp khó khăn nên nhờ tôi gửi lại. Có gì trả cho nó sau. Ủa? Dạ em cảm ơn anh. Dạ trời mừng. Em cảm ơn anh. Nhưng mà vợ chồng em vẫn còn việc riêng cần giải quyết á. Ok. Chúc em mắn nha. Dạ. Tiền. Mình ơi, làm vậy không đau đâu, phải nhấn thiệt mạnh cho mới đau. Đau quá mình ơi, đừng có hành hạ anh nữa. Tại sao? Tại sao mình làm chuyện này hả? Tại sao mình dám lấy tiền của em trả cho ông Phong mà không hỏi ý kiến em? Anh thấy kỳ lắm, tự nhiên có tiền nào không trả anh ta. Người ta cực khổ thiết kế quán cho mình, phải trả cho người ta chứ. Thì em nói là em trả chứ phải không trả đâu. Chừng nào mình gom góp được tiền thì mình trả. Chứ giờ mình trả là tiền đó mình lấy hàng mình hụt hàng sao? Anh biết tính của em quá mà. Em hay giật của người ta lắm, có nào em trả đâu. Trời đất ơi, anh nói cái gì vậy? Em giật của người ta nào? Em giật rất là nhiều lần rồi. Lần nào? Mấy bữa tiền lì xì của anh năm trước đó. Anh để dành được mấy trăm ngàn anh đưa em, rồi anh đòi là em không trả luôn. Rồi tiền em cho anh 20-30 ăn sáng, mà mỗi khi mà anh gửi cho em, anh xin lợi em giật luôn. Có khi nào mà em trả cho anh đâu. Ôi trời, Tục Tân ơi. Tục Tân ơi, em xin lỗi mà. Ôi Tục Tân ơi, em xin lỗi mà. Nhưng mà tiền của anh thì cũng là tiền của em. Nhưng mà tiền lì xì của anh mà. Bây giờ nè, em dạy chồng một cái gọi là cái kim chỉ nam sống nha. Tiền của chồng là tiền của em, nhưng mà tiền của em là tiền của em. Chồng hiểu chưa? Và em nói luôn, mai mốt chồng được làm gì nữa, làm gì phải ý kiến của em. Còn tiền của Phong thì chắc chắn là em sẽ trả. Chắc chắn không? Em trả, em không có giật, em hứa. Hứa nha.